Mình xin chào bà con. Đây mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất nhà ở. Thì đất của mình đây là có cái mặt đường bề ngang ở mặt đường là 12 m, nở hậu là 15 m, chạy dài là 90 m nha bà con. Thì lô đất của mình đây là có sổ là 1.200 m vuông, có 120 m thổ cư. Đất khuôn viên là đã rào lưới B40, đồng thời cũng xây bờ bao hết nha bà con. Thì trên đất đây là có một căn nhà cấp 4. Từ nhà của mình đây mà đi ra trường cấp 3, sân bóng đá mini thì nó chỉ có khoảng 200 mét đổ lại nha bà con. Đất mình đây là có bề ngang ở mặt đường là 12 mét, chạy dài là 90 mét, nở hậu là 15 mét nha bà con. Thì đất của mình đây là có cái địa chỉ là thuộc xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ vị trí đất của mình đây mà đi ra đường quốc lộ 14, đồng thời cũng là thị trấn 7 km thôi. Lô đất của mình đây là nó nằm ở trên cái trục đường, đường này cũng là đường tỉnh lộ nha bà con.